Chào các bạn, mình tên là Ngọc đây. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện ngắn. Câu chuyện này do mình tự sáng tác nên. Nó nói về cái cách sống, cái một suy nghĩ tốt hơn trong cuộc sống do chính mình trải nghiệm, và cũng là bản thân mình cũng từng mắc sai lầm này. Mình viết nó lại thành một câu chuyện ngắn và để chiêm nghiệm. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Người đã thay đổi cuộc đời tôi đó chính là tên của câu chuyện. Vào cái hồi tôi còn học lớp 10, cái hồi mà tôi như con chim sẻ non nớt, cái gì cũng không biết, lên đây mới có thấy bao thứ thay đổi, cảnh vật mới mẻ và ngôi trường thì rộng biết bao, không giống như trường tôi từng học ở cấp 2. Nó nhỏ đến từng cổng, nó nhỏ đến nỗi từ cổng trường bước vào chừng 20 bước là có thể đến thẳng phòng học. Khi tôi còn học ở ngôi trường này, ai ai cũng biết đến. Họ luôn tung hô tôi là học sinh giỏi nhất trường này, hát hay nhất và ngưỡng mộ tôi nhất. Lúc ấy cái cảm giác của tôi như một bà hoàng đội vương miện, và nó giống kiểu ha ha ha, thiên hạ này là của ta. Tôi tự mãn, kiêu căng vì đi đến đâu mọi người đều ngước nhìn đến đấy. Nhưng cho đến khi tôi bước vào ngôi trường cấp 3 này thì tôi mới biết mình đã sai. Ở ngôi trường cũ thì tôi ngước nhìn lên, nhưng khi vào đây thì cũng ngước nhìn đấy chứ. Cũng ngước, mà ngước nhìn với một sự ngơ ngác khôn tả. Ngày đầu vào nhận lớp, tôi luôn gây ấn tượng với mọi người bởi cách giới thiệu và những lời lẽ luyên thuyên như một con sáo sậu. Chào mọi người, mình tên là Quỳnh Hiển Ngọc, mình đến từ trường tiểu học trung học cơ sở A. Môn mình giỏi nhất là môn toán. Ước mơ sau này là trở thành một giáo viên giỏi nhất. Bây giờ nghĩ lại đến năm chữ giỏi nhất là môn toán thì tự thấy phì cười. Nhưng rồi cái danh hiệu đó cũng chỉ là vỗ ngực xưng tên mà thôi. Câu chuyện về sau mới thực sự bắt đầu. Đó là vào cái ngày tôi thi cuối học kỳ 1 của lớp 10, ngày thi sửa địa về giáo dục công dân. Khi ấy có hai cô giáo gác thi, nhưng tôi chỉ nhớ tên của một cô mà thôi, đó là cô B. Khi đó tôi ngồi ở bàn cuối và cô thì ngồi sát bên tôi. Tôi nhìn sang cô và cô chỉ nở một nụ cười thân thiện nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Vì đêm hôm đó tôi đã rất cố gắng mới có thể đẩy được lượng kiến thức khổng lồ vào bộ não của mình. Sáng thức dậy thì có một sự căng thẳng không hề nhẹ. Chính vì thế mà khi bắt gặp một nụ cười nào đó của cô hay của thầy thì bao nhiêu ngần ấy căng thẳng có hề gì đâu chứ. Tôi cứ thế mà thong thả làm, tiếng sột soạt chảy đều trên trang giấy. Ôi, viết hết mực rồi. Thôi rồi, cái kiểu này thì môn còn lại phải làm sao bây giờ? Lúc đó tôi chỉ còn biết thở dài. Nem, cái gì vậy ta? Cô B đưa cho tôi một cây viết mực xanh. Tôi hai tay đón lấy cây viết và lại một lần nữa, tôi lại ấn tượng bởi nụ cười thân thiện của cô. Dạ, em cảm ơn cô. Và khi thi xong, tôi đưa lại cây viết cho cô, không quên nói tiếng cảm ơn. Tôi cười tít mắt. Ước gì cô ấy dạy lớp mình nhỉ? Chắc có lẽ vui lắm. Và quả thật, cầu được ước thấy. Vào học kỳ 2, cô B đã bước chân vào lớp tôi dạy. Khi đó, tôi vô cùng phấn khích. Tôi nghĩ chắc cô dạy dễ lắm. Mà dễ thật. Cô dạy rất ngắn, gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu lắm chứ. Ôi sao cái giọng ấy nó ngọt như mía lùa thế kia. Nhưng cái gì ra cái nấy, có công thì thưởng, có tội thì trừng. Mà cô trừng mạnh thật đấy. Ai làm được bài tốt thì cho 8, 9, 10. Ai không làm được thì không điểm, về chỗ. Như thế đấy. Trời, dễ mà, cao thủ toán là ta chứ đâu. Ừ, ta. Rồi đến lớp 11 với một bài học nhớ đời, cái ta ngông nghênh đó không còn ở trong đời tôi nữa. Lại một lần nữa, lớp tôi có duyên được cô B dạy toán vào năm lớp 11. Tôi nghĩ trong bụng, thôi tới số rồi, vậy đó. Và mới học được có 2 buổi tăng tiết buổi chiều môn toán hôm đó, chỉ vì một lý do không chính đáng của tôi mà tôi đã bỏ tăng tiết vào buổi chiều hôm ấy.
Khi làm các bài tập liên quan đến công thức lửa chét thì tôi quên bẵng đi. Tôi hỏi lại cô đã gật đầu rồi, nhưng đi ngang qua như một cơn gió. Nhưng lát sau tôi lại quên nữa và tôi quay lại gọi cô thêm một lần nữa. Cô nhìn chau mày nói, diêu đó cũng không thuộc, chép phạt 10 lần cho cô. Mỗi lần là 12 công thức. Ôi trời ạ, tại sao vậy cô? Em chỉ lỡ quên thôi mà. Rồi tôi gục mặt xuống khóc. Thật sự lúc đó tôi rất bực tức. Không biết tại sao cô lại làm như vậy nữa. Vì hồi đó đến giờ tôi luôn học tốt toán. Lâu lâu thầy cô chỉ quát nhẹ thôi. Đấy là khi tôi còn học lớp cấp 2. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử như vậy. Thế là để không bị cô phạt khi học tăng tiết và để hạn chế gặp cô, sáng hôm sau tôi đã hủy tăng tiết. Cô chủ nhiệm hỏi tôi có quyết định chưa, hủy rồi thì không được hối hận, và tôi đã gật đầu. Nghĩ lại, lúc đó tôi quá ngông nghênh, quá kiêu ngạo. Tôi nghĩ rằng với sự thông minh của tôi thì tôi có thể có trung bình môn toán từ 8 chấm trở lên. Nhưng không, tôi đã làm. Kể từ ngày hôm đó, tôi hạn chế học toán hơn. Tôi sợ toán, và khi vào tiết toán, tôi cảm thấy mình như ngu ngốc hơn, chỉ chờ người khác lên giải rồi sau đó chép vào, chứ không biết cái gì. Và khi cô chuẩn bị gọi tên trả bài thì tôi thấp thỏm lo sợ, và quả nhiên cô gọi trúng tên tôi. Ngày hôm ấy, tôi trở về chỗ ngồi với con điểm không tròn chỉnh, đến khi thi cuối học kỳ 1, bây giờ là thời điểm nước rút, mà tôi chỉ biết được 1/10 kiến thức. Tôi lúc ấy suy nghĩ mông lung, làm sao bây giờ, làm sao đây, làm sao đây, sắp thi rồi làm sao đây. Bây giờ tôi mới nhìn lại quá khứ, nhìn lại cái lúc tôi khóc vì bị chép phạt, nhớ lại cái lúc tôi bị cho điểm không và những lúc tôi lơ là không quan tâm đến nó, và cái thái độ như nước với lửa đối với cô, và cả cái nhìn so sánh với bạn lớp phó nữa. Ôi tôi sao thế này, bây giờ tôi mới thấm cái câu ít ngồi đáy giếng là như thế nào. Bây giờ tôi cảm thấy rất là hối hận về hành vi và thái độ của mình. Tôi định mở Zalo nhắn với cô B vì tôi thực sự đã biết mình sai. Nhưng tôi nghĩ, khoan đã, bây giờ mình cố gắng ôn toán cho ổn đi, sau khi thi xong sẽ xin lỗi cô ơi, chờ em nhé. Ngày hôm sau thi toán, tôi rất hồi hộp, cầm đề thi, cầm phiếu trả lời, tôi cố gắng tập trung cao độ. Ơ kìa, sao lại khó quá? À phải rồi, ôn gấp chứ có phải ôn kỹ được đâu. Thời gian có đóng băng được đâu. Tôi vừa làm vừa khóc. Mai sao phát bài làm ra. Ôi, trên 7 điểm. Nhưng dưới 8 điểm. Thôi, vậy cũng mừng. Mai là không bị khống chế. Tuy số điểm không được cao lắm, nhưng tôi cũng hài lòng. Còn điểm ấy thay cho tiếng nói. Cho bạn thi một cơ hội nữa đấy. Ngày hôm sau đó tôi lại khóc vì quá mừng. Rồi khi về tôi nhắn tin cô ngay, cô ơi em xin lỗi, em biết mình sai rồi, em sẽ cố gắng trong kỳ 2 này, em rất hối hận vì thái độ trước đây của em đối với cô ạ. À, đó là câu chuyện của tôi, câu chuyện về nhân cách và cách ứng xử không chỉ trong nhà trường mà sau này ra ngoài xã hội nữa. Phải luôn khiêm tốn, cố gắng, kiên trì, bền bỉ, ngừng so sánh mình với người khác, ngừng kiêu ngạo vì vốn hiểu biết ít ỏi của mình, luôn luôn không ngừng học hỏi, bởi vì điều ta biết chỉ là một hạt cát, điều ta không biết là cả một sa mạc mênh mông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.